Đấy, được con to nha anh em. Con này chắc được 2 lạng. Anh em ơi, nó lên to, hàng to nữa kìa. Nó ăn từ phía ngoài này ăn vô nè, nó ăn từ phía mé cái mé sâu này, chỗ này sâu cái này cạn nè. Đây, hồ đất công thường khá là nhiều người câu luôn. Thứ 6 thì nếu mà chủ nhật cuối tuần chắc nhiều người câu lắm. Dài bờ bên kia nữa. Cái hồ này nó rộng nó đẹp ghê. Anh thấy cái ru đó bơi dài trong này nè. Bên kia thấy giật liên tục không biết sao. Khúc trên nguồn không thấy ai câu trên đó. Như đường bên đó khó đi sao. Cũng có người, cũng có lai gai bên kia kìa. Mình sẽ câu ở đây nha. Câu rô phi mình câu 36 rồi. Ở đây mình câu 40.5 nó mới tư, nó mới hợp đây nè. Nước khá là sâu. Nhưng mà sẽ câu 36. Mình sẽ câu gần gần bờ thử. Nước sâu lắm. Câu 36 chắc câu đầu cần thôi. Chung là mình ngồi trúng ngay cái bãi, nước cũng không sâu lắm nè. Cũng cạn thôi. Cũng cỡ 1,5 m nước. Nhờ đây, phía bên đây thì nó sâu nè. Nhưng mà mình ngồi ngay chỗ đây nó cạn. Nhưng mà cái chỗ này thì cái chỗ nhiều người đi câu lắm rồi nè. Câu đêm câu gì mình thấy có pin đèn bên gì nữa nè. Nhưng mà xả gác quá trời luôn. Quá trời gác luôn. Mình ở trong kia xả gác, ở đây gác hơn trong kia của mình nữa. Đầy luôn. Mình xuống đây nhìn một phát là không biết đường dọn luôn á. Hồ rất là đẹp luôn. Đợi xem là nghe nói là ăn mạnh lắm, xem là coi có tín hiệu gì không đây. Mới xả ổ xong. Chỗ này nói chung là bãi cũ nhưng mà không thấy tôm. Cứ ngồi đợi xem sao. Tín hiệu cá ăn nha anh em. Nhưng mà nghĩ là cá con thôi, đẩy phao không anh em ơi. Ủa, đẩy lên. Hồi này nói chung là cá mới xuống là có cá rồi nha. Nhưng mà chưa biết là sao đây. Nhỏ hơn mấy câu cá khác gì cái đập ở trên kia của mình. Mình đập trên kia mình ăn nó phá mạnh hơn. Đây thì nó cũng phá mà nó nói chung là nó ăn nhẹ nó thuần lắm. Không có trồi mạnh. Không biết to hay không như giờ này được mấy con li ti này được đó nha. Ngày mới xảy con cá nè, chắc cũng khoảng 4 lạng á, con đó khoảng 4 lạng á. Nó dịch nó ép một phát một lên, nó dính vô cái dây cần máy nè. Bây giờ nó chạy máy, ở đây người ta làm hồ nuôi cá tùm lum chứ. Đây, đang ăn nè, có cá to vô rồi đó. Hồ này đúng công nhận là đang mạnh nha nè, nước nó trong như này nhưng mà cá nó vẫn ăn bình thường à. Lúng phao mất hết. Xảy con đầu tiên cũng hơi to to nha. Để xem chưa kịp là dợt hay quay lên coi con cá nữa. Mà nãy giờ khoảng tầm nửa tiếng thì đâu có cỡ 15 chiếc xe vô lên nè. Giờ này giờ trưa người ta xuống nè, xuống nhiều nè. Trong đây thì cũng có hơn 10-20 người gì ngồi buổi sáng rồi. Nãy giờ thêm 10 chiếc vô nè, trong buổi trưa. Cá bắt đầu thấy có tâm vô nha nè. Con đây ăn rất là mạnh luôn. Mình xuống nó ăn là nó ăn luôn. Chứ nó không có phá giống như hồi trên thượng đâu. Chung ở đây nó cũng phá nhưng mà con cá là nó ăn mạnh. Hai ngón này ăn vẫn dính miệng, dính đồ bình thường. Đó là thấy cái quẹo tâm rồi đây. Nên là lên được hàng cho mình xem. Anh em chờ đợi lên hàng khủng cho nó sao. Cả con không à, nó như một đống luôn rộng luôn kìa. Anh không quay. Có mấy người về rồi nè. Chạy xe nguyên chiếc xe tải luôn. Nguyên chiếc xe tải đi luôn rồi. Còn cho bờ đập thì đang có người vô rất là nhiều nữa rồi. Mà thấy có 2-3 cây dù ở đây một đống rồi nè. Vào tới đây luôn. Dài bên kia cũng có luôn. Phía bên mình, phía trong này lên trên có nữa nè. Rồi cá nó phá một chậm này nè. Bên kia tuốt tuốt ở đằng gần tuốt bên kia. Có người mới bò lên cá thấy nặng nặng á.
biết to không, thấy bò cũng khá là lâu. Đây thì giờ các con nó phá nhưng mà nó chậm lại, như nó no rồi, nhưng chưa đục được con to nào hết. Đi qua tầm 1-2 giờ chiều xem sao. Giờ này trưa thì 1 giờ mấy, 12 giờ thì nó phá nhưng mà nó chậm lại, nó không có tín hiệu ăn nữa. Mưa nha anh em. Bây giờ đang nắng cái đầu mưa rồi, đừng con sáng giờ bự nhất rồi. Không còn nhất rồi. Đang nắng chang chang cái đầu mưa ngang luôn mà. Khả năng có cái to vô ăn đó. Con bự nhất con sáng giờ là 4 ngón rồi đó. Xem tới chiều thử coi là được con nào to nữa. Nó có hàng không? Vậy thì 1 giờ rồi. Lên cá hàng quay anh em xem. Chắc là cá quấn ngủ rồi nè. Thì 3 ngón 4 ngón quấn ngủ mình mới vừa lên được con nữa. Mưa xuống khác là cá ăn luôn, 3 ngón 4 ngón ăn luôn, sáng giờ chưa được con nào 3 ngón 4 ngón, rồi là 3 ngón 4 ngón vô nó ăn liên tục. Hết nổ rồi nha. Bự thì cũng không bự nhưng mà 3 4 ngón thì nói chung là ok hơn là 1 2 ngón. Không. Không quay thì nó ăn, mà quay cái nào nó không ăn là tại sao ta? Ảo thật đấy, tính là quay để giật con cá trực tiếp cho anh em xem, mà quay thì nó không ăn, mà không quay thì nó lại ăn. Có cá càng ăn mạnh anh em. Quăng xuống là giật, quăng xuống là giật. Mà nhỏ nhỏ 2 ngón được không mà nó cũng ăn miệng đồ, ăn mạnh lắm. Đang giật 3-4 con liên tục xong mở máy lên quăng mồi xuống cho giật anh em xem thì lại không ăn. Cái ảo thiệt á. Cái này về chứ báo cáo cho anh em xem anh em biết liền à. Cá đang ăn cái mạnh nha, quăng xuống là ăn mà mở máy lên xong là để giật cá thì lại không ăn. Chứ không hiểu nổi. Còn lại coi. Đấy, được con to nha anh em. Con này chắc được 2 lạng. Mưa là có cái to vô ăn rồi nè. Mà chưa to lắm. Đó, ok chưa. Mưa lớn lắm anh em ơi. Bằng con bầy nè. Càng lúc càng to thế nhỉ. Bỏ cái gọng đi cho mọi gọng nè. Như vậy là muốn thả nó đi được rồi, còn nó chạy luôn bây giờ nè. Rồi quăng vô. Ơi trời, với người chúng ta cũng tay sao tầm mình là 4 ngón rồi trời. Mấy người mà mới tập câu rồi là nó hay đụng mấy cái đồ khủng luôn, chứ lên đồ hết nè, full đồ giống mình là hay bị móm. Còn ngồi cái ghế đẩu vậy là dễ lên lắm nè, nó ngồi cái này nè cần là 200 mấy thôi. Bên kia mèn thui anh em ơi, nó lên to hàng to đấy kìa. Nó ăn từ phía ngoài này ăn vô nè, nó ăn từ phía mé cái mé sâu này, chỗ này sâu cái này cạn nè. Chà bá luôn kìa. Ôi đáng thế nhờ. Phê không cá to vô ăn vậy nè. Nó ăn ở trong bên này, nó ăn sát trong bờ luôn. Nó câu dạng giống như nó ngồi ở trong nó thành 2m7 vậy. Người ta nói mình là 2 cần 200 mấy, không cần bằng cần 5 xị. Trời, mình có cá là được rồi, quan trọng vậy cái đó. Kiểu như mưa cá rô nó vô trong bờ, nó ăn sát bờ. Xay. Ừ, 5, cái này 5. Con này 5 ngón tay. Con này chắc khoảng từ 3 lạng, 4 lạng á. 5 ngón. Phê không? Phê chứ. Thôi tự gỡ tự xử đi, câu đã. Sắp hết mưa rồi.
Đây, báo cá về rồi nha anh em. Thì lúc nãy video bị lỗi sao á, mình quay báo cá rồi xong xuôi hết mà sao về nó bị mất hết mấy cái video khúc cuối rồi. Được có hai con được thôi, còn như là mini không. Đấy, tính ra bỏ tiền ra đi xa rồi tốn tiền phí nữa nè. Đầu người 20 ngàn một người nữa. Câu thua đập gần nhà nữa nè. Gặp gần nhà hôm qua cũng có đi mà cũng cá con cũng được cỡ này, đụng con cỡ 7-8 kg mà cũng bị đứt thẻo rồi. Video giờ đi xa thì cũng như này thôi, biết thế là câu gần nhà cho đỡ tốn tiền. Ok, đây là thành quả của hai người đi về rồi. Giờ là bắt con nóng mình làm cá. Mày đây, thành quả đó nha nè. Đi để trải, nói chung là đi để trải nghiệm thôi, mà để biết thì nữa mình sẽ câu gần nhà cho nó ok hơn, đỡ tốn phí hơn. Rồi, cảm ơn em xem video, nhớ đăng ký kênh, like và ủng hộ mình ra những video tiếp theo nha. Bye anh em.